nay thì em Hương lại về thêm một siêu phẩm Kia Rio, hay còn nói thêm là một em gái đến từ Hàn Quốc các bác nhé, với lớp sơn màu đỏ đẹp, máy số cũng zin đẹp luôn, đời 2015 mà với trang bị động cơ 1.4. Nếu bác nào mà đang quan tâm về dòng xe Kia Rio nhập khẩu số tự động đẹp thì nhấc máy trực tiếp liên hệ cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn ạ. Nhập hàng nguyên chiếc đời 2015 vẫn giữ được một cái máy zin đẹp như thế này. Em Hương sẽ quay trực tiếp vào khoang máy trước để khách hàng nhà mình cùng nhìn nhé. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Bốn máy cực khỏe này, từ ốc mặt máy này, ốc vách cam hay những cái thanh ngang này không hề bị vặn, không hề đâm sâu, cũng không hề ngập nước nhé. Phần lắp capo cũng quần nguyên zin của ốc này. Thảm chống nóng giảm nhiệt hay tất cả keo chỉ zin lắp capo. Hôm nay thì em Hương sẽ mở hết phần lắp capo lên để quay trước nhé. Quay trước phần lắp capo này. Đời 2015 nhập khẩu 1.4, giá chào bán là 395 triệu. Còn thương lượng lộc hóa thêm, bác nào quan tâm thì cứ đến trực tiếp với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương để xem xe và chạy thử cảm nhận chất lượng xe của em nhé. Xin nhan của em này thì được tích hợp trên gương rồi. Đèn là đèn halogen, đèn gầm là đèn bi, biển 20, lớp sơn màu trắng cực đẹp luôn. Phanh ABS chống bó cứng với một dàn lốp cực mới đẹp luôn này các bác này. Dàn lốp đây. Gầm bệ của em này thiết kế thể thao nên sẽ hơi xít hơn so với những dòng khác nhé. Khoảng cách này nó sẽ hơi gần. Dòng thể thao mà. Xin nhan trên gương này. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 11/2023. Gương kính thì liền đời theo xe. Tất cả gương kính đều liền đời theo xe hết. Nước sơn màu đỏ đẹp. Bên ngoài nhìn form dáng và màu sắc của nó rất là đẹp luôn. Bốn cánh cửa đều là keo chỉ zin. Keo chỉ cột kèo đều là zin hết nhé. Từng con ốc đẹp. Mặt táp ly táp lô cũng không hề bị mòn bóng này. Bốn quả loa to bản trang bị bốn cánh cửa. Bên ngoài đã là một lớp sơn sáng bóng rồi, nhưng bên trong nội thất ghế da cũng cực kỳ luôn. Căng mọng chắc chắn, không hề bị nhăn nheo hay rách vỡ. Các cái phần lỗ thông hơi thoáng khí này rất là thoáng lưng nhé, không hề bị bí lưng đâu ạ. Màn hình giải trí cực lớn rồi. Chân vô lăng có tổ hợp phím bấm nghe gọi, khẩu lệnh chân vô lăng. À, em này thì chưa có khẩu lệnh nhá, có ga tay tự động rồi. Có tổ hợp phím bấm này. Số tự động đẹp luôn. Cần số phanh tay cực kỳ sắc nét luôn. Màn hình giải trí. Điều hòa hai vùng nóng lạnh này. Sấy sưởi kính này, lấy gió trong ngoài đầy đủ cho em. Túi khí an toàn trang bị trên ghế phụ này. Bác chủ cũ còn cẩn thận là mua thêm một cái thảm lì này. Không phải là che khuyết điểm đâu ạ, đơn giản chỉ là chống nóng cũng như là giảm nhiệt hoặc là để đỡ xước thôi. Những người nào mà yêu xe thì các bác ấy hay mua thêm đây để đỡ sốt xe đấy ạ. Vô lăng này. À, đặc biệt là chiếc vô lăng của chiếc xe Kia Rio này là có một cái áo vô lăng rất là đẹp luôn. Các bác nhìn này, từ những cái tiểu tiết vô lăng này, bọc thêm cái áo da cầm rất là chắc chắn mà thoáng nhá, không hề bị bí tay đâu. Không hề bị trơn. Túi khí an toàn trong trang bị ở chân giữa vô lăng luôn. Xe này có trang bị cho em này cổng sạc 12V, cổng AUX, cổng USB đây, hai cổng sạc 12V luôn. Có thêm một loa chép nhỏ bên đây luôn các bác nhé. Cam hành trình, màn hình giải trí, túi khí an toàn đầy đủ cho em. Quan trọng là zin đẹp từng con ốc luôn. Ốc nhái này không hề bị vặn mở luôn. Sơn zin đỏ đẹp này, đời 2015, 395 triệu vẫn còn thương lượng lộc lá thêm. Bác nào quan tâm thì cứ để lại số điện thoại, em Lê Hương sẽ tư vấn cho mình. Đây ạ, bốn cánh cửa đều là keo chỉ zin đẹp luôn. Kệ bước chân lên xuống ốp mạ chrome Kia Rio. Phía dưới có thảm rối, à có thảm cao su lon nhá, cực kỳ sạch sẽ này. Trần nỉ nguyên zin, hàng ghế thứ hai cũng vậy, cực kỳ rộng rãi luôn, thoáng nhá. Móc khóa này, ốc nhái không hề bị vặn mở. Bốn quả loa to bản trang bị bốn cánh cửa đây ạ. Một dàn lốp cực kỳ sắc nét luôn. Phải nói là bộ lốp này quá là đẹp luôn nhá. Phanh ABS, la răng 4 chấu dạng phay. Gầm bệ không mục mọt, 2015 thì nói không với mục mọt, cam kết là không đâm xô, không ngập nước ạ. Tất cả những đường dòng dập lổ trên thân xe, ngoại thất này, đứng góc nghiêng như thế này, nếu như xe đâm xô hay là xe có vấn đề gì là nhìn ra ngay. Nhưng em tự tin đứng góc nghiêng để khoe cho mình xem nhé. Đèn hậu phía sau thiết kế to bản, ăn hơi sâu một chút vào khoang laptop này, không hề hắt hơi hay là mờ nước. Cam lùi đầy đủ cho em rồi, Kia Rio. Khoang hành lý là bản sedan hai đầu, thiết kế cực kỳ rộng rãi luôn. Thiết kế là bản sedan hai đầu lên khoang hành lý của Kia Rio đấy ạ. Xịn xó luôn. Lốp sơ cua cũng như là dụng cụ tăng kích lốp còn nguyên, lốp sơ cua dự phòng còn rất là đẹp luôn. Gầm bệ các bác nhìn này, sạch sẽ gọn gàng, không dỉ dầu dỉ nước luôn. Máng nước hai bên phía sau cũng vậy, tất cả những cái bấm đinh tán này còn nguyên nhá, còn nguyên đẹp luôn. Thật sự là bác chủ quá là giữ xe luôn, ngay cả những cái thông số về xe, những tờ giấy ghi thông số vẫn còn nguyên. Toàn bộ lắp capo cũng như lắp cốp đều là keo chỉ zin luôn này. Thảm chống nóng, giảm nhiệt, giảm ồn cũng còn nguyên và đầy đủ cho em nhé.
Đây đây cũng vậy luôn, tất cả những đường dập lồi cực kỳ sắc nét luôn, sơn xi sạch đẹp sáng bóng luôn. Chiếc xe này các bác về chỉ việc là đi thôi, còn tất cả em Hương sẽ lo hết cho mình. Các bác cũng muốn lăn bánh, các bác cũng muốn bao hồ sơ như thế nào em đều bao hết cho mình luôn nhé. Một dàn lốp này, phanh ABS chống bó cứng, gương kính này, chỉ số gương kính liền đời theo xe. Nếu như phát hiện ra lỗi nhỏ em sẽ để cho mình, phạt luôn cho mình 10 triệu đồng luôn. Cam kết là zin đẹp luôn, từ máy số cho đến sơn zin, cho đến nội thất đều là đẹp luôn nhá. Cột kèo keo chỉ này, bốn cánh cửa đều là keo chỉ zin cho em. Đây ạ, kệ bước chân lên xuống, ốp mạ chrome cao cấp rồi. Thông số của xe này hay những cái sticker này, nhập hàng nguyên chiếc, còn nguyên chiếc các thông số ở đây nhá. Từng cái móc khóa này, từng con ốc nhỏ nhất đều nguyên zin đẹp cho em. Ghế da cao cấp luôn, đồng hồ hiển thị sắc nét luôn các bác ạ. Thiết kế vô lăng đây, từ những cái tiểu tiết vô lăng nhìn rất là đẹp. Đèn trần hoạt động hoàn toàn bình thường. Xe trang bị đầy đủ cho em là cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí đầy đủ cho em nhé. Ốc nhá thì không hề bị vặn mở. Gương kính thì tất nhiên là phải là auto tự động rồi. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video rất là chi tiết về siêu phẩm Kia Rio đời 2015, số tự động đẹp. Mà với động cơ trang bị 1.4 thì mức tiêu hao nhiên liệu rất là vừa phải và hợp lý nhé. Sở hữu một form dáng đẹp, máy số thì zin, mà động cơ ăn nhiên liệu cũng vừa phải thôi. Nếu như bác nào quan tâm về dòng xe Kia Rio thì để lại số điện thoại hoặc là trực tiếp liên hệ cho em Lê Hương, có hotline 0354602790. Kia Rio đời 2015, số tự động 395 triệu, vẫn còn thương lượng độc đáo thêm. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.